Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Khi nữ vương Sheba nghe nói về danh tiếng của Salomon và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Salomon nhiều câu đố. Bà đến Jerusalem có hầu hạ theo rất đông, lạc đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Bà đến cùng Salomon nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Salomon đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương Sheba thấy mọi sự khôn ngoan của Salomon, cung điện người đã cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan và đồ ăn mặc của họ, các quan trước tửu và các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va thì mất vía. Rồi bà nói rằng, điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nữa. Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Các tôi tớ vua thật có phước thay. Các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khôn ngoan của vua, lấy làm có phước thay. Đáng khen ngợi thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đẹp lòng vua, đặt vua trên ngôi của Israel. Vì Đức Giê-hô-va yêu dấu Israel mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua đặng cai trị theo sự ngay thẳng và công bình. Đoạn nữ vương dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng ngọc quý. Từ đó nhẫn nay, chẳng hề có ai đem thuốc thơm đến số nhiều bằng của nữ vương nước Sheba dâng cho vua Salomon. Đoàn tàu Hiram chở vàng Ophir cũng chở cây bạch đàn rất nhiều và ngọc quý. Vua dùng cây bạch đàn này mà làm bao lơn cho đền thờ Đức Giê-hô-va và cho nhà vua, cùng những đàn cầm và đàn sắt cho con hát. Từ đó chẳng hề có ai đem đến Jerusalem cây bạch đàn dường ấy nữa, không ai thấy lại cho đến ngày nay. Vua Salomon ban cho nữ vương Sheba mọi điều người ước và xin, chẳng kể những vật mà Salomon đã ban cho bà tùy lệ thường của vua. Đoạn bà và các tôi tớ bà lên đường trở về xứ mình. Vàng mà vua Salomon thâu nhận mỗi năm cân đến 676 ta lân, không kể vàng người thâu lấy nơi người buôn bán dông và nơi sự đổi chác của kẻ thương mại, cùng vàng mà các vua Arabi và các quan tổng đốc của xứ đem nộp. Vua Salomon làm 200 cái khiên lớn bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 600 siết lơ vàng, lại làm 300 cái khiên nhỏ bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 3 min vàng. Vua để các khiên ấy trong đền rừng Liban. Vua cũng làm một cái ngai lớn bằng ngà bọc vàng ròng. Ngai này có 6 nấc. Thân cao ngai phía sau thì tròn. Mỗi phía ngai có thanh nâng tay và 2 con sư tử đứng kề. Lại có 12 con khác đứng trên 6 nấc nơi hữu và tả. Chẳng có nước nào làm ngai giống như vậy. Hết thảy các chén uống của vua Salomon đều bằng vàng, và những khí dụng trong cung rừng Liban đều cũng bằng vàng ròng, chẳng có chi là bạc. Trong đời vua Salomon, người ta chẳng kể bạc là chi. Vì đoàn tàu Tarishi của vua mỗi 3 năm một lần vượt biển với đoàn tàu của Hiram, đem về vàng, bạc, ngà voi, con khỉ và con công. Ấy vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan. Cả thiên hạ đều tìm kiếm mặt Salomon đặng nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã để trong lòng người. Cứ hàng năm, theo lệ định, mọi người đều đem đến dân vật mình tiến cống cho vua. Nào chậu bằng bạc và bằng vàng, áo sống, binh khí,
thuốc thơm, ngựa và la. Salomon cũng nhóm xe và lính kỵ, có 1.400 xe và 12.000 lính kỵ để trong các thành chứa xe và tại Jerusalem gần bên vua. Tại Jerusalem, vua làm cho bạc ra thường như đá và cây bá hương nhiều như cây sung mọc nơi đồng bằng. Vua Salomon do nơi Ai Cập mà được ngựa. Một đoàn con buôn của vua đi kiếm mua từng bầy, giá phải chăng. Mỗi cỗ xe mua ở xứ Ai Cập và dẫn về Jerusalem giá đáng 600 siếc lơ bạc, còn mỗi con ngựa giá đáng 150 siếc lơ. Các vua dân Hê-tít và vua Syri cũng theo giá ấy, nhờ những con buôn của vua mà mua về. Chương 11. Ngoài con gái của Pharaoh, vua Salomon lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại, tức là người nữ Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hê-tít. Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Israel rằng: các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau, vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Salomon chiếu mến những người nữ ấy. Người có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ. Chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người đi theo các thần khác. Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của David là cha người, vì Salomon cúng thờ ác tạc tê, nữ thần của dân Sidon, và thần Minh Côn là thần đáng gớm ghiếc của dân Ammon. Như vậy, Salomon làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng vâng theo Đức Giê-hô-va cách trọn lành như David cha người đã làm. Bấy giờ, Salomon lại xây cất tại trên núi đối ngang Jerusalem một nơi cao cho kê móc, vật đáng gớm ghiếc của dân Moab, và cho mo lóc, vật đáng gớm ghiếc của dân Ammon. Vua cũng làm như vậy cho hết thảy các hoàng hậu ngoại của mình, xông hương và tế lễ cho thần của chúng nó. Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Salomon, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, là đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo người rằng chớ theo các thần khác, nhưng người không vâng theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Salomon rằng: bởi vì ngươi đã làm điều này, không giữ giao ước và luật pháp ta truyền cho ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi cho kẻ tôi tớ ngươi. Song vì cớ David cha ngươi, ta sẽ chẳng làm điều đó trong đời ngươi. Ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi. Lại, ta chẳng đoạt lấy cả nước khỏi nó, song vì cớ David đầy tớ ta và vì cớ Jerusalem mà ta đã chọn, ta sẽ để lại một chi phái cho con trai ngươi. Vậy Đức Giê-hô-va khiến dấy lên một kẻ thù nghịch cùng Salomon là Hadad người Edom, vốn dòng dõi vua Edom. Và trong lúc David đánh dẹp Edom, thì Joab là tổng binh đi lên chôn các kẻ thác và giết hết thảy người nam trong Edom. Joab và cả Israel ở lại đó 6 tháng, cho đến khi người đã giết hết thảy người nam trong Edom. Lúc bây giờ, Hadad chạy trốn cùng mấy người Edom là tôi tớ của cha người, đặng đến ở Ai Cập. Hadad hãy còn thơ ấu. Chúng đi từ Madian đến Pharan, đoạn bắt mấy người Pharan theo mình mà đi đến Ai Cập, ra mắt Pharaon vua xứ Ai Cập. Vua cấp cho Hadad nhà ở, lương thực và đất ruộng. Hadad được ơn nhiều trước mặt Pharaon. Vua bèn gả em vợ mình cho người, tức là em của hoàng hậu Tát-bê-nê. Em của Tát-bê-nê sanh cho Hadad một con trai tên là Genubat. Tát-bê-nê dứt sữa nó tại trong đền Pharaon. Như vậy, Genubat ở tại trong đền Pharaon giữa các con trai của vua. Khi Hadad ở Ai Cập hay rằng David đã an giấc cùng các tổ tiên người và Joab quan tổng binh đã thác, thì người tâu cùng Pharaon rằng: xin hãy để cho tôi đi trở về trong xứ tôi. Pharaon đáp với người rằng: ngươi ở nơi ta có thiếu gì sao nên ao ước trở về trong xứ mình như vậy? Người thưa rằng: chẳng thiếu chi, dầu vậy xin cho tôi đi.
Đức Chúa Trời lại khiến dấy lên một kẻ thù nghịch khác là Rê-xôn, con trai Eliada, đã chạy trốn khỏi chúa mình là Hadadeser vua Soba. Khi David giết quân vua Soba, thì người ấy nhóm người ta chung quanh mình và làm đầu bọn đó đi đến thành Đa-mách, bèn ở tại đó và quản trị thành ấy. Rê-xôn làm kẻ cừu địch cùng Israel trọn đời Sa-lô-môn. Ngoài ra sự hại mà Hadad đã làm, người cai trị nước Syri và ghen ghét Israel. Jeroboam, con trai của Nebat người Ephraim ở đất Sereda, là tôi tớ của Salomon, cũng giấy nghịch với người. Mẹ người quá bụa, tên là Seruha. Này là duyên cớ mà người phản nghịch với vua. Salomon xây cất Milo, lấp vá lại nơi hư lũng của thành David là cha người. Và Jeroboam là một người mạnh dạn và tài năng. Salomon thấy người tuổi trẻ có tài nghề, bèn đặt người làm đầu sâu cho cả nhà Joseph. Xảy trong lúc đó, Jeroboam ở Jerusalem đi ra, gặp tiên tri Ahia ở Silo tại giữa đường, mặc cái áo tơi mới. Chỉ có hai người ở ngoài đồng mà thôi. Ahia bèn nắm áo mới người mặc trong mình mà xé ra làm 12 miếng. Đoạn người nói với Jeroboam rằng: "Hãy lấy 10 miếng về phần ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: Kìa, ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay Sa-lô-môn và trao cho ngươi 10 chi phái của nước ấy. Nhưng vì cớ David kẻ tôi tớ ta và vì cớ Jerusalem thành ta đã chọn giữa các chi phái Israel, nên sẽ có một chi phái cứ ở trung tín cùng người ấy, bởi vì chúng nó đã từ bỏ ta, đi thờ lại Ác-tạc-tê, nữ thần của dân Si-đôn, Kê-mốt, thần xứ Mô-áp và Minh-côm, thần của dân Am-môn. Chúng nó không đi theo các đường lối ta, đặng làm điều ngay thẳng tại trước mặt ta, và cũng chẳng giữ luật lệ và điều răn ta, y như David cha của Sa-lô-môn đã làm. Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy cả nước khỏi tay Sa-lô-môn, song vì David kẻ tôi tớ ta, ta đã chọn, ta sẽ lập người làm vua trọn đời người sống, bởi vì David đã giữ các điều răn và luật lệ ta. Nhưng ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai người mà trao cho ngươi 10 chi phái. Ta sẽ để lại một chi phái cho con trai người, để cho tại Jerusalem thành ta đã chọn đặng đặt danh ta ở đó, David kẻ tôi tớ ta hằng có một ngọn đèn trước mặt ta luôn luôn. Vậy ta sẽ chọn ngươi và lập làm vua Israel. Ngươi sẽ cai trị theo ý muốn lòng ngươi. Và nếu ngươi vâng theo lệnh ta, đi trong các đường lối ta, làm điều thiện trước mặt ta, giữ gìn luật lệ và điều răn ta, y như David tôi tớ ta đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi, lập cho ngươi một nhà vững chắc, y như ta đã lập cho David, và ta sẽ ban Israel cho ngươi. Như vậy, ta sẽ làm sỉ nhục dòng dõi David, nhưng chẳng phải đời đời." Salomon tìm thế giết Jeroboam, nhưng Jeroboam chạy trốn qua Ai-cập đến cùng Si-sắc vua Ai-cập, rồi người ở tại Ai-cập cho đến chừng Salomon băng hà. Còn các điều khác về chuyện Salomon, mọi việc người, sự khôn ngoan của người, thảy đều đã chép trong sách hành trạng của Salomon. Salomon ở Jerusalem cai trị trên cả Israel trong 40 năm. Đoạn Salomon an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn trong thành David cha người. Roboam, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 5. Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Simon, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng: "Hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá." Simon thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, dầu vậy tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới." Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Simon Phi-e-rơ thấy vậy liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: "Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi,
vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia-cơ và Giăng con CBD là những kẻ đồng bạn với Simon, cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng Simon rằng: đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Đức Chúa Giê-xu đương ở trong thành kia. Có một người mắc bệnh phung đầy mình, thấy Ngài thì sắp mặt xuống đất mà nài xin rằng: lạy Chúa, nếu Chúa hướng chắc có thể làm cho tôi được sạch. Đức Chúa Giê-xu giơ tay rờ đến người ấy mà phán rằng: ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì bệnh phung liền hết. Đức Chúa Giê-xu cấm người đó học chuyện lại với ai, nhưng dặn rằng: hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dân của lễ về sự ngươi được sạch theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Một ngày kia, Đức Chúa Giê-xu đang dạy dỗ, có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều đến, ngồi tại đó. Quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Bây giờ, có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài giữa đám đô hội. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ bèn phán rằng: hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn nghị luận rằng: người này là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời há có ai tha tội được sao? Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng: các ngươi nghị luận gì trong lòng? Nay nói rằng tội ngươi đã được tha, hoặc rằng ngươi hãy đứng dậy mà đi thì bên nào dễ hơn? Vả hầu cho các ngươi biết Con Người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán cùng kẻ bại rằng: ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm và đi về nhà, ngợi khen Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sững sờ, ngợi khen Đức Chúa Trời và sợ sệt lắm mà nói rằng: hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lầm bầm, nói cùng môn đồ Ngài rằng: sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Họ thưa Ngài rằng: môn đồ của dân thường kiêng ăn cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống. Ngài đáp rằng: trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? Xong đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy. Ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy áo mới phải rách, và miếng vẽ mới cũng không xứng với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy rượu mới làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Xong rượu mới phải đổ vào bầu mới. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người nói rằng rượu cũ ngon hơn. Chương 6. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua giữa đồng lúa mì. Môn đồ bứt bông lúa, lấy tay vò đi và ăn. Có mấy người Pha-ri-si nói rằng: sao các ngươi làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: vậy các ngươi chưa đọc chuyện vua David làm
trong khi vua cùng kẻ đi theo bị đói sao? Thế nào vua vào đền Đức Chúa Trời, lấy bánh bày ra mà ăn, và cho kẻ đi theo ăn nữa, dầu là bánh chỉ các thầy tế lễ mới được phép ăn thôi. Ngài lại phán rằng, con người cũng là Chúa ngày Sa-bát. Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó có một người bằng tay hữu bị teo. Và các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng để tìm dịp mà cáo Ngài. Nhưng Ngài biết ý tưởng họ nên phán cùng người teo tay rằng, hãy chờ dậy đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy và đứng lên. Đức Chúa Giê-xu liền phán cùng họ rằng, ta hỏi các ngươi, trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay là làm điều dữ, nên cứu người hay là giết người? Đoạn Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh mình rồi phán cùng người bệnh rằng, hãy giơ tay ra. Người giơ ra thì tay được lành. Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Giê-xu cách nào. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Barthélemy, Matthew và Thomas, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Kế đó, Ngài cùng môn đồ xuống, dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó có nhiều môn đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem và miền biển Tyre-Sidon mà đến để nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bệnh mình. Những kẻ mắc tà ma khuấy hại cũng đều được lành. Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài vì từ Ngài có quyền phép ra chữa lành hết mọi người. Đức Chúa Giê-xu bèn ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng, phước cho các ngươi nghèo khó vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đang đói vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc vì sẽ được vui mừng. Phước cho các ngươi khi vì cớ con người thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó hãy vui vẻ nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Xong, huống cho các ngươi là người giàu có vì đã được sự yên ủi của mình rồi. Huống cho các ngươi là kẻ hiện đương no vì sẽ đói. Huống cho các ngươi là kẻ hiện đương cười vì sẽ để tang và khóc lóc. Huống cho các ngươi khi mọi người sẽ khen các ngươi vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy. Nhưng ta phán cùng các ngươi là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Còn nếu ai giật áo ngoài của ngươi thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Hãy ai xin, hãy cho. Và nếu có ai đoạt lấy của các ngươi thì đừng đòi lại. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có ơn chi, người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi, người có tội cũng làm như vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả thì có ơn chi, người có tội cũng cho người có tội mượn để được thâu lại y số. Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi.
vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Ngài cũng phán cùng họ một thí dụ rằng, kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há chẳng cùng té xuống hố sao? Môn đồ không hơn thầy, nhưng hễ môn đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình. Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình mà không thấy cây đà trong mắt ngươi? Sao ngươi nói được với anh em rằng, anh ơi, để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra, còn ngươi thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. Cây xanh trái xấu không phải là cây tốt, cây xanh trái tốt không phải là cây xấu, vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai hay là trái nho nơi chùm kinh cước. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Sao các ngươi gọi ta Chúa Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết, kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai? Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Xong, kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống và sự hư hại lớn lao. Thi Thiên 9:17. Đức Giê-hô-va cai trị, đất hãy mừng rỡ, các cù lao vô số khá vui vẻ. Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài, sự công bình và sự ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài. Lửa bay đi trước mặt Ngài, thiêu đốt hết cừu địch bốn bên. Sự chớp nhoáng Ngài soi sáng thế gian, trái đất thấy bèn rung động. Các núi tan chảy như sáp trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt Chúa của khắp thế gian. Các tầng trời truyền ra sự công bình Ngài, muôn dân đã thấy sự vinh hiển Ngài. Nguyện hết thảy kẻ hầu việc tượng chạm và khoe mình về các hình tượng đều bị hổ thẹn. Hỡi các thần, khá thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, Si-ôn nghe bằng vui vẻ, và các con gái Giu-đa đều nức lòng mừng rỡ vì cớ sự đoán xét của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va ôi, Ngài là đấng chí cao, trỗi cao hơn cả trái đất. Ngài được tôn cao tuyệt các thần. Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác. Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ. Ánh sáng được bủa ra cho người công bình và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng. Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương,
sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.